Này, tao nói cho mày biết nhá. Nhưng mà đừng có đụng đến con Thảo này nghe chưa? Tao không làm gì mấy người đâu. Không làm gì à? Mà kích tao ra khỏi nhóm mày bảo không mày làm gì à? Thì cậu không làm bài chung với nhóm thì việc gì tao phải để tên. Con này mày láo nhở. Mày mày làm gì đấy? Không sao chứ. Mấy người làm cái gì thế hả? Mày là thằng nào? Ai cho mày xen vào chuyện của tao hả? Tôi thích xen vào đấy, thì làm sao? Không phải việc của anh. Anh xem mà làm gì chứ bị đánh. Việc của An cũng là việc của tôi mà. Anh biết tôi. Tao K38, ngày quản trị kinh doanh. Còn An là K38, ngày thiết kế thời trang. Theo dõi tôi đấy à? Tìm hiểu về người mình thích thì đâu phải là có tội đó. Cảm ơn anh. Xong rồi đấy. Cảm ơn xuồng thì thôi à? Em chào chị ạ. Chị ơi, em gửi hóa đơn của chị hết 50.000 ạ. Dạ vâng. Chị quên mang ví ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì chị chuyển khoản cũng được ạ. Tôi cũng quên mang điện thoại luôn rồi. Lấy tiền của tôi này. Tôi gửi. Cảm ơn. Cho tôi số tài khoản đi, để tôi gửi lại. Không cho số tài khoản, mà cho số điện thoại được không? Thế thôi, khỏi trả. Kìa. Không trả tiền cũng được. Cô có thể trả tôi thì khác được không? Nói thử xem. Thời gian của cô không nhiều đâu, buồn buổi đâu. Hâm à? Anh sao thế? Anh không được khỏe à? Tôi không sao. Nhìn gì nữa? An lên đi. Tôi cõng An đi bệnh viện. Không cần đâu. Đây là đâu? Cô tỉnh rồi đấy. Đây là nhà riêng của tôi. Khi nãy tôi gọi bác sĩ riêng đến để điều trị cho cô. Phí điều trị hết bao nhiêu để tôi gửi lại? Tôi nói rồi mà, không cần phải trả tiền. An chỉ cần trả. Không. Kỳ bò thế biết. Mà này, gia đình An có biết chuyện An bị chứng chán ăn nặng thế này không? Không. Thực ra thì bố mẹ tôi mất sớm. Tôi sống với anh trai từ bé. Anh trai tôi thì suốt ngày bận rộn. Tôi ở nhà một mình, cho nên lười ăn. Lâu dần thì chán ăn. Bây giờ hễ cứ ăn vào là lại nôn ra ấy. Anh trai của An thật là vô tâm. Em gái của mình bị bệnh thế này mà không ai biết. Cũng không trách anh ấy được. Anh ấy bận rộn như thế là vì muốn tôi có cuộc sống tốt hơn thôi. Vô tâm là vô tâm. Tôi cũng ở cùng với chị gái. Nhưng mà từ nhỏ cho đến lớn ấy, mặc dù công việc có bận thế nào,
thì chị ấy chẳng bao giờ để tôi ăn cơm một mình cả. Ừ, thế thì anh may mắn hơn tôi rồi. À, mà thôi. À này, nếu mà anh không chê ấy, thì từ nay có tôi rồi. Anh sẽ không cần phải ăn cơm một mình nữa đâu. Chê. Thôi mà, anh đừng có lạnh lùng với tôi như thế nữa. Nhớ. Cuối cùng anh cũng cười rồi nhá. À, bắt quả tang. Ăn cháu đi ăn một mình nhá. Tôi thích ăn thì ăn thôi, sao phải trốn anh? Ờ ha, cũng đúng. Nhà là phải có nóc. An nói gì đúng, tôi sai. Ai là nóc nhà của anh? Anh ăn như thế không sợ mất hình tượng trước mặt tôi à? Sợ gì? Tôi muốn An thấy được con người thật của tôi, để sau này mà kết hôn ấy thì đỡ bỡ ngỡ với nhau. Kết hôn? Ừ. Chứ An có muốn kết hôn à? Này nhá, tôi nhất định sẽ để An đường đường chính là vợ của tôi, để người ta sẽ không nói ra nói vào nữa. Anh tự tin quá nhở? Ừ. Tự tin chứ. Tự tin mới có dũng khí tán tỉnh An được. Mặt tôi dính cái gì à? Không, không gì đâu. Sao mà anh cứ nhìn tôi cười mãi thế? Tại tôi vui, thì cuối cùng An đồng ý đi chơi với tôi. Không có đâu, chỉ là hôm nay tôi rảnh thôi. Để đi chơi với An là tôi vui rồi. À, ăn kem không? Ừ, cũng được. Thế ngồi đây đợi tôi một chút nhé. An, xin lỗi An nhá, vì để An phải chờ lâu. Không có gì đâu. Anh không cần phải quá lo lắng đâu. Phải lo chứ, lần đầu ra mắt anh vợ mà. Anh vợ à? Dạ, em cho anh ạ. Anh đến rồi à?
Ừ, anh xin lỗi, anh vừa có chút chuyện. Sao? Chưa gì cậu đã muốn làm ăn rể của tôi rồi? À, hay là mình gọi món đi anh. Cho hỏi cậu tên là gì ấy nhỉ? Dạ, em tên Tân ạ. Đang làm gì? Anh ấy là sinh viên, cùng trường cùng khóa với em luôn ạ. Thế vậy là còn một năm nữa ra trường. Thế ra trường xong cậu định làm gì? Dạ thưa anh, em xin làm thực tập sinh ở công ty FM. Cái gì cơ? Một công ty lớn như vậy mà cậu đòi vào làm? Anh nói cái gì thế? Bố mẹ cậu làm gì? Dạ, bố mẹ em mất sớm. Em là cùng chị gái, kinh doanh nhỏ thôi ạ. Thôi, tôi hỏi vậy thôi. Chứ tôi nghe cái An kể hết về cậu rồi. Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhá. Dạ vâng, anh nói đi ạ. Là tôi không đồng ý em gái tôi quen cậu. Một người không có tương lai. Anh cứ thôi đi không? Em dẫn anh ấy đến đây để ra mắt, chứ không phải để hỏi ý kiến anh có cho phép em yêu hay không. Bây giờ em lớn rồi, em tự quyết định được cuộc sống riêng của em. Mình đi về đi. Nếu mà ngày hôm nay em bước chân ra khỏi chỗ này thì đừng về nhà nữa. Có mời em cũng không về đâu. Anh Tân này, anh đừng buồn chuyện hôm trước anh trai em nói nhá. Anh không sao đâu. Anh trai của em nói đúng mà. Thì mà cho anh 3 năm đi. Anh chắc chắn sẽ chứng minh cho anh trai em thấy anh có thể lo lắng và cho em một cuộc sống tốt. Anh làm cái gì đấy? Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Đây coi như là lời cảnh cáo tao dành cho mày. Tránh xa em gái tao ra, không thì đừng có trách. Không. An! An! Mong là chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi. Dạ, được chủ tịch FM chiếu cố thì đó là một vinh hạnh cho công ty chúng em đấy ạ. Mời cậu ngồi. Dạ. Dự án của công ty cậu làm rất tốt. Vậy nên là việc tôi quyết định đầu tư cũng là điều dễ hiểu mà. Không có gì dừng tư đâu. Dạ, chủ tịch Chi đúng là vừa tài giỏi. Trẻ tuổi mà quản lý cả công ty to như thế này. Em đúng là nể chị đấy ạ. Tôi cũng già rồi anh ạ. Vậy nên là sắp tới tôi sẽ giao quyền quản lý cho em trai tôi và sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch và sống cuộc sống cho riêng mình đã. Chủ tịch Chi cũng có em trai sao ạ? Có chứ. Nó ngại nên là không muốn cho tôi công khai với mọi người. Dạ, chị gọi em có việc gì thế ạ? Có chuyện gì thế? Em bị làm sao vậy? Em... dạ... Em gặp một sự cố nhỏ thế ạ. Đây là... giới thiệu với cậu. Đây là Tân, em trai duy nhất của tôi. Chị Chi này, em có thể nói chuyện riêng với anh Đức đây một chút được không? Hai người quen nhau sao? Lát nữa em sẽ kể cho chị nghe. Được rồi. Nhưng mà nhớ là phải giải thích cho chị cái việc mà sự cố của em hôm nay nhá. Chị không muốn nói nhiều đâu. Mời anh ngồi. Cảm ơn cậu. Cậu là em trai của chủ tịch Chi và cũng là người thừa kế tất cả toàn bộ tài sản hay sao? Dạ thì anh đúng vậy. Nhưng chuyện thừa kế không phải như anh nghĩ đâu. Em vẫn chỉ là một nhân viên bình thường cho đến khi em đủ năng lực để tiếp quản vị trí của chị gái em. Thôi, tôi xin lỗi vì đã coi thường cậu. Không, người anh cần xin lỗi không phải là em, mà chính là em gái của anh đấy. Anh biết thời gian vừa qua
trong khi anh bận bịu kiếm tiền, An đã phải trải qua một cuộc sống như nào không? Và đã bao giờ anh quan tâm đến An không? An, em gái tôi, em gái tôi có vấn đề gì à? An mắc chứng biếng ăn, biếng ăn nặng đấy anh biết không? Nhưng mà cũng may là thời gian gần đây cô ấy đã đỡ rồi. Anh nhờ, lúc trước ấy, mỗi lần mà An ăn vào là cô ấy sẽ nôn ra hết. Vì anh mà cô ấy luôn làm theo ý của anh. Ngay cả việc chọn trường học, học gì cũng là anh quyết định. An chưa bao giờ được sống một cuộc sống của chính bản thân cô ấy cả. Anh hiểu chứ? Tôi là một thằng anh tội. Em nghĩ anh nên suy nghĩ rằng anh quan tâm đối xử với An đã thực sự đúng cách hay chưa? Anh Đức, anh đừng phản đối chuyện của em với anh Tân yêu nhau được không? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ xin anh cái gì. Lần này anh nghe theo ý em được không ạ? Anh Tân, rốt cuộc chuyện này là như thế nào ạ? Anh xin lỗi, vì không thể hoàn thành tốt trách nhiệm của một người anh. Anh có thể hoàn thành đúng tâm nguyện của bố mẹ là chăm sóc tốt cho em. Không sao đâu, em biết anh làm như thế là vì muốn tốt cho em mà. À này, anh xin lỗi nhá. Từ bây giờ ấy sẽ không bắt em làm theo ý của anh nữa. Ý anh là... Ngày hôm nay anh mới biết Tân chính là em trai của chủ tịch hợp tác với công ty mình. Mà này, không phải vì vậy mà anh đồng ý hai đứa quen nhau đâu nhá. Mà sau buổi gặp mặt ngày hôm nay, anh mới biết là mình là một người sống thực dụng như thế nào, vô tâm như thế nào. Anh là một người anh trai không tốt. Anh xin lỗi nhá. Anh cũng xin lỗi em vì anh đã không nói chuyện gia đình của anh cho em biết. Anh không cần phải xin lỗi đâu, bởi vì em yêu anh chứ không phải yêu gia thế nha anh. Cho dù anh có là ai, thân phận như thế nào thì đối với em cũng không quan trọng đâu ạ. Anh cảm ơn em.